Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng bài toán đặt ra là phải xác định đúng giá đất đai, trong đó mấu chốt của vấn đề là phương pháp định giá đất. Đặt vấn đề liên quan đến giá đất phải sát giá thị trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng bài toán đặt ra là xác định đúng giá đất đai, trong đó tập trung làm rõ làm sao để có chủ trương, phương pháp, thông tin dữ liệu đầu vào đúng. Cái phương pháp định giá ngoài 4 phương pháp cộng phương pháp hệ số nữa là 5 phương pháp thì các nước cũng làm, nhưng mà chúng tôi xác định một điều là các phương pháp phải rất có chính xác. Nếu chúng ta không tạo được một cái dữ liệu một cách rõ ràng, chính xác, dữ liệu thật về giá đất đai, về kinh doanh đất đai, và chúng ta không đưa ra những phương pháp để đưa đến những cái giá trị mà nó phản ánh cái quy luật một cách bình thường của thị trường thì chúng ta không bao giờ có được một cái giá đúng. Và chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là cái giá thị trường nó chỉ thể hiện khi bán khi mua, kể cả khi chốt đất và khi không chốt đất. Thì nhưng mà thực tế để quản lý đất đai thì chúng ta không thể dựa vào cái giá này được, mà các chính sách đất đai thì phải đảm bảo tính ổn định và có sự điều tiết của nhà nước để cái giá đất đai không lên quá cao, nó làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả của các cái dự án đầu tư, trong đó cái vấn đề liên quan đến cái giá trị đất đai. Phó Thủ tướng cũng cho rằng nếu bỏ khung giá, quay lại bảng giá và trên thực tế cố gắng để bảng giá đất phản ánh được quy luật trong điều kiện thị trường bình thường. Trong trường hợp có biến động, phải tìm cách xác định và cập nhật lại bảng giá. Khi có một bảng giá thì chính sách sẽ xoay xung quanh trục bảng giá đó để tạo ra công bằng giữa vấn đề nhà nước thu hồi đất đai đền bù và nghĩa vụ khi sử dụng đất đai. Các vấn đề khác trong dự thảo luật đất đai sửa đổi như quy hoạch sử dụng đất đai, dữ liệu đất đai, khiếu nại đất đai cũng được Phó Thủ tướng đề cập đến và mong muốn nghe ý kiến trao đổi từ các chuyên gia, doanh nghiệp tại hội thảo. Trước đó, trong chiều qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Quốc hội và Chính phủ đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi trong toàn hệ thống hội từ Trung ương đến cơ sở và hội viên nông dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những chỉ đạo định hướng quan trọng về sửa đổi luật liên quan đến sản xuất nông nghiệp trên đất lúa, ghi nhận của phóng viên VTC16. Một số ý kiến cho rằng về mở rộng hạn mức, đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa, tập trung tích tụ đất nông nghiệp cần có quy định cụ thể để tránh những rủi ro và thiệt thòi cho nông dân. Cùng với đó là nhóm vấn đề về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó việc bảo vệ quyền lợi thỏa đáng cho nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp cần phải được quy định cụ thể. Các cái dự án về chỉnh trang đô thị, giải tỏa mặt bằng lại tăng lên. Vấn đề đất đai phát sinh mâu thuẫn, lợi ích của người bị thu hồi đất thường thấp và nhỏ hơn các cái chủ dự án và các cái tập đoàn kinh tế. Khoản 2 điều 89 quy định việc bồi thường về đất được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất thu hồi. Đề nghị bổ sung thêm về giá trị của đất của thửa đất bồi thường phải tương đương với giá trị thửa đất bị thu hồi. Thêm cái phần giá trị nữa. Ngoài ra, một số ý kiến đồng tình quan điểm khi thu hồi đất và thực hiện bồi thường tái định cư cho người bị thu hồi đất, luật đất đai cần phải có quy định chi tiết và lượng hóa được việc người bị thu hồi có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Về cái từ ngữ cần đưa vào quy định các tiêu chí cơ bản để xác định. Khi đó thì chúng ta mới có đủ cơ sở để đánh giá bằng và tốt hơn giữa cái điều kiện của nơi ở cũ và nơi ở mới. Xoay quanh cái câu chuyện về giải quyết các cái tranh chấp về đất đai, thì vai trò cái hòa giải của ủy ban nhân cấp xã là hết sức quan trọng, và chúng ta phải quy định được cái số lần hòa giải tại ủy ban nhân cấp xã. Cũng có các cái ý kiến là rất là đồng thuận là nên chuyển cái giải quyết tranh chấp cho tòa án nhân dân. Trước thực tế người nông dân còn bị thiệt thòi trong quá trình thu hồi đất, cùng với việc xuất hiện tình trạng thiếu việc làm, mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội sau quá trình thu hồi đất nông nghiệp ở một số địa phương, đặc biệt là vẫn còn một bộ phận nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, kỳ này khi thực hiện sửa đổi luật đất đai sẽ cần cân nhắc tới các quy định cụ thể để hạn chế thực trạng trên. Là trong thiết kế của luật lần này là đã tính toán đến cái nghị quyết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bên cạnh là có thể là đất đai phục vụ cho an ninh lương thực, là lúa hoặc là sắn, là khoai, thì đất đai còn phục vụ cho các cái hoạt động mà khác mà có những cái giá trị kinh tế nông nghiệp lớn hơn, đảm bảo
cho người nông dân theo cái vấn đề thị trường có định hướng của các cơ quan chuyên môn, nhưng mà không trói buộc người ta là chỉ có làm đất trồng lúa là trồng lúa. Hiện việc nông dân tích cực tham gia chuyển đổi, tập trung đất đai, hợp tác liên kết trong sản xuất đã góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy vai trò kinh tế hộ gia đình, phát triển kinh tế trang trại, phát triển các mô hình tổ hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi giá trị. Do vậy, các đại biểu cho rằng, việc tăng hạn điền tạo điều kiện thuận lợi để nông dân chuyển nhượng tích tụ đất đai phục vụ sản xuất sẽ cần phải được quan tâm trong các nhóm nội dung khi sửa đổi luật đất đai sắp tới. Chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, một sự kiện quan trọng và nhận được sự mong đợi từ cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ đã bắt đầu diễn ra vào sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ và Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam VIFA Expo 2023. Chuỗi hoạt động diễn ra trong 4 ngày đến hết ngày 11 tháng 3 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. VIFA Expo là hội chợ thường niên lớn nhất của ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam với nhiều các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành mở rộng thị trường xuất khẩu, khôi phục sản xuất sau đại dịch và kết nối với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Năm nay, VIFA Expo thu hút 612 doanh nghiệp tham gia với 2.410 gian hàng đăng ký trên tổng quy mô 40.000 m2 của hội chợ, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Trong đó có hơn 140 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành gỗ Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu đơn hàng. Do vậy, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ trở thành nơi kết nối giao thương hiệu quả. Thì hiện tại các đơn hàng đang rất là chậm. Nhưng mà bên mình thì chỉ mong hy vọng là có tình hình cải thiện hơn. Chỉ đang cố gắng làm thêm nhiều mẫu hàng mới, ra nhiều thêm thiết kế mới để cho khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Qua khỏi tháng 6 đó đến quý 3 đó sẽ bắt đầu tôi nghĩ là cái tình hình nó sẽ bình thường trở lại. Tuy nhiên là cái mức độ mà nó nhiều giống như là đơn hàng năm 2022 á thì tôi nghĩ là không đạt đâu. Thì do đó mà chúng tôi phải nỗ lực đi hội chợ. Sau hội chợ này chúng tôi đi qua thì Cộng hòa Liên bang Đức. Hội chợ được diễn ra trong 4 ngày với chủ đề khám phá tinh hoa đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam. Các doanh nghiệp sẽ đem đến các sản phẩm mới đa dạng về mẫu mã và thiết kế từ đồ gỗ, đồ nội ngoại thất, đồ trang trí thủ công mỹ nghệ, gỗ nguyên liệu, máy móc và phụ kiện trong một không gian trưng bày hoành tráng và chỉnh chu. Cho đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức đã nhận được thông tin đăng ký của hơn 4.118 khách tham quan là nhà mua hàng tiềm năng trong nước và quốc tế. Thứ nhất là bên Trung Đông, thứ hai là bên Nam Mỹ, thứ ba là Châu Phi. Tại vì hiện nay Châu Phi đã là có nhiều nước phát triển cũng rất là mạnh, nó sẽ là một cái thị trường tiềm năng, đồng thời với dân số cũng khá đông. Cho nên đó, nếu mà chúng ta khai thác được Châu Phi, nó sẽ là một cái thị trường tiêu thụ lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Đây là cơ hội lớn cho các cửa hàng của UK và chúng tôi hy vọng trong những ngày tới đây tại VIFA Expo thì chúng tôi sẽ tìm được thị trường tiềm năng mới tại Việt Nam. Cũng trong kỳ hội chợ VIFA Expo lần này, ban tổ chức phát triển nền tảng triển lãm trực tuyến VIFA Expo Online Platform với nhiều tiện ích tích hợp. Khách hàng có thể truy cập dễ dàng vào hệ thống thông tin của hội chợ, nhanh chóng tìm kiếm và tra cứu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, thời gian, các sự kiện đặc thù. Phối hợp với các cơ quan và các doanh nghiệp chuyên môn như Amazon và các sàn điện tử uy tín hàng đầu trên thế giới để hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng, và hướng tới chúng tôi sẽ tổ chức ra một cái hội chợ ảo điện tử trên một cái nền tảng platform toàn cầu. Và hiện nay báo cáo là chúng tôi đã ký kết được gần 6 cái MOU với tất cả các hiệp hội thương mại của các nước. Thưa quý vị, VIFA Expo 2023 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của cả nước và là điểm tập trung của những sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ cũng như là đồ trang trí nội thất, hứa hẹn sẽ làm hài lòng tất cả các nhà mua hàng. Người tiêu dùng trong nước khi đến với triển lãm lần này thì cũng có thể tìm kiếm và sử dụng những cái sản phẩm đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ đặc sắc và tham gia những trải nghiệm thú vị.